Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin kính mời ông Nguyễn Văn Hoài và ông Lê Hồng Cường lên khi tặng kỷ niệm chương cho niềm chi đến từ Hà Nội Phật. Ban tổ chức cũng xin phép thông báo được với quý vị là chúng ta còn 4 tiết mục nữa, nhưng mà hiện nay là các thí sinh chưa có mặt tại điểm biểu diễn. Thế bây giờ tôi xin phép là được hỏi ban tổ chức, xin phép là được hỏi ban giám khảo và tất cả bà con ngồi trong hội trường chúng ta là chúng ta có nơi hay là những tiết mục mà chúng ta đã duyệt được rồi thì là chúng ta chấm điểm. Xin cảm ơn các anh chị.